Chiều ngày 21 tháng 7, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, chủ trì họp ban chỉ đạo sơ kết công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2021, nghe các sở ngành địa phương báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Dự cuộc họp có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo sơ kết công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm, các sở ngành địa phương đề xuất áp dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch và đề xuất nhiệm vụ, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ý kiến các đại biểu cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, cần phát huy kinh nghiệm chống dịch trong thời gian qua, tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp bao vây, khoanh vùng, đánh chặn COVID-19, mà giải pháp cấp bách tập trung thực hiện là kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, không để dịch bùng phát trong cộng đồng, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch, đi đôi với xử lý nghiêm các hành vi chủ quan, lơ là, vi phạm quy định phòng dịch, kiểm tra trách nhiệm của tập thể cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phân loại, đánh giá các nguy cơ để có ứng phó phù hợp theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy nhanh tiêm vaccine cho nhân dân. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên cả nước, nguy cơ lây lan dịch vào Vĩnh Phúc là rất lớn, nên cần kiểm soát chặt nguy cơ bên ngoài và khóa chặt các nguy cơ bên trong, đặc biệt là kiểm soát chặt các trường hợp từ vùng dịch về, không để sót lọt bất cứ trường hợp nào. Kiểm soát tuyệt đối tất cả các nguy cơ từ bên ngoài vào. Còn các nguy cơ ở bên trong là chúng ta vẫn duy trì kiểm soát. Ví dụ chẳng hạn bên trong là gì? Đó là tổ COVID cộng đồng, đó là tầm soát nguy cơ theo diện rộng. Đó là cái việc mà phát hiện sớm. Một số các cái trường hợp thì chúng ta vẫn triển khai bình thường. Nhưng kiểm soát nguy cơ từ bên ngoài vào, ta làm thế nào để chúng ta nắm bắt được thông tin, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao ý thức người dân để phối hợp đón được các cái công dân khi về đến tỉnh chúng ta, đưa vào trong các cái khu cách ly để chúng ta xét nghiệm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục triển khai nhanh nhất việc tiêm vaccine, đảm bảo an toàn nhất cho nhân dân, nắm bắt đầy đủ số lượng công dân đang làm việc ở các tỉnh thành có dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, để có quản lý chặt chẽ, cung cấp thông tin đường dây nóng để tiếp nhận mọi thông tin của công dân, nâng tỷ lệ xét nghiệm tầm soát nguy cơ COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị có nguy cơ cao, sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho từng kịch bản, cấp độ chống dịch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, cần lưu ý huy động các lực lượng tình nguyện viên và trang thiết bị tham gia chống dịch, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly. Mỗi huyện, thành phố phải chuẩn bị ít nhất 1.000 giường và chuẩn bị các cơ sở điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19. Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thường xuyên đánh giá nguy cơ để có ứng phó phù hợp. Phát huy hiệu quả tổ phòng chống COVID cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong phòng chống dịch. Trong đó tập trung đưa thông tin về sự nguy hiểm của dịch bệnh, sự quyết liệt và nhân văn của tỉnh trong triển khai công tác phòng chống dịch, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và phê phán các trường hợp vi phạm quy định chống dịch. Kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị ký cam kết việc thực hiện quy định chống dịch và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố hướng dẫn xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24 giờ tại các địa phương áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là các đơn vị vận tải bằng xe ô tô và người điều khiển phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia, loại phương tiện được đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các luồng xanh, gồm xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, có hành trình đi, đến hoặc đi qua các khu vực phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình đi đến hoặc đi qua các khu vực phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. Các đơn vị đăng ký cấp và sử dụng thẻ nhận diện phương tiện theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ luongxanh.drvn.gov.vn. Phương tiện có dán thẻ nhận diện sẽ được các lực lượng chức năng trên đường hoặc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm tra nhanh thông qua quét mã QR code, đảm bảo lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa khi phương tiện đi, đến hoặc đi qua các khu vực phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.
đầu chương trình sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 đến 15 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, tổng số ca bình phục trên số ca nhiễm 80/134, số ca nhiễm mới 18, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 74 người, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 0, trường hợp đi về từ vùng dịch 3.933, trường hợp đang cách ly tại nhà 831, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 399.223. Danh sách đường dây nóng phục vụ phản ánh của người dân Vĩnh Phúc từ các vùng có dịch COVID-19 về Vĩnh Phúc. 1. Thành phố Vĩnh Yên, số điện thoại 02112236816. Cán bộ trực tiếp nhận thông tin 1. Ông Thiều Chí Huỳnh, số điện thoại 0989792988. Cán bộ trực tiếp nhận thông tin 2. Ông Vũ Thế Anh, số điện thoại 0986581888. 2. Thành phố Phúc Yên, cán bộ tiếp nhận thông tin ông Tôn Mạnh Cường, số điện thoại 0912629393. 3. Huyện Tam Đảo, cán bộ tiếp nhận thông tin bà Nguyễn Thanh Nga, số điện thoại 0868874976. 4. Huyện Tam Dương, đơn vị tiếp nhận thông tin Trung tâm Y tế huyện Tam Dương, số điện thoại 0964821010. 5. Huyện Bình Xuyên, cán bộ tiếp nhận thông tin bà Trần Thị Diễn, số điện thoại 0986169236. 6. Huyện Vĩnh Tường, cán bộ tiếp nhận thông tin bà Chu Thị Hải Hằng, số điện thoại 0982623466, 02116283686. 7. Huyện Yên Lạc, cán bộ tiếp nhận thông tin bà Trần Thị Thanh Tâm, số điện thoại 0987137360. 8. Huyện Lập Thạch, cán bộ tiếp nhận thông tin bà Hà Thị Kim Dung, số điện thoại 0332441633. 9. Huyện Sông Lô, cán bộ tiếp nhận ông Dương Trường Giang, số điện thoại 0966759898.